Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19, các trường hợp F1, F2 trong trường học. Theo hướng dẫn thì khi phát hiện F0 tại trường học thì nhà trường cần phải kích hoạt ngay các phương án phòng chống dịch và báo cáo ngay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương, thông báo cho F0 và yêu cầu không tự ý di chuyển, không tiếp xúc gần dưới 1 mét với những người xung quanh, luôn đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn xử trí. Theo hướng dẫn này, nhà trường cần hướng dẫn cho F0 di chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời, hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng, khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng, phong tỏa tạm thời toàn bộ trường, lớp nào ở yên lớp đó, thông báo cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang có mặt tại trường học thông tin chính xác, không để xảy ra hoang mang, lo lắng, yêu cầu nghiêm túc khai báo y tế, thực hiện 5K. Để cho học sinh được trở lại trường, và chúng ta thích ứng, chứ là chung sống, chứ nếu mà chúng ta mà lại cứ giai đoạn trước là khác, nhưng mà đến giai đoạn này chúng ta cũng đã thấy sự chỉ đạo trong cái nghị quyết 128 của chính phủ. Nhà trường cần thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và tổ chức truy vết F1 triệt để tại trường học và tại cộng đồng. Trong đó, tất cả học sinh, giáo viên trong cùng lớp học có F0 được coi là F1 phải được cách ly ngay tại lớp đó. Học sinh, giáo viên ở lớp khác mà là F1 thì tách ngay ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly theo quy định. Nhà trường phải phối hợp lấy mẫu xét nghiệm F1 theo chỉ định của y tế địa phương, tổ chức cách ly F1 theo quy định. Theo Bộ Y tế, trong tình hình hiện nay, mỗi trường học đều phải thuộc lòng, thậm chí thực hành tập huấn nhiều lần quy trình xử trí khi xuất hiện F0. Điều này nhằm tránh tối đa những lúng túng trong thực tế. Là từng trường một phải xây dựng một cái phương án, hay chúng ta hay gọi là một cái kịch bản. Xử lý khi mà không may ở trường mình có một học sinh hay một trường hợp cô giáo viên mà bị F0. Chứ còn nếu không, chúng ta cứ nói trên lý thuyết với nhau, cứ bảo xây dựng kế hoạch đi, nhưng mà đến khi cầm cái kế hoạch ra có dịch xảy ra thì chẳng biết áp dụng chỗ nào. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khi có bệnh nhân COVID-19 trong trường học, các trường học cần xử trí theo các bước như sau. Phong tỏa tạm thời toàn bộ trường học. Thông báo và phối hợp với cơ quan y tế địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Lập tức tách F0 và đưa F0 đi cách ly, điều trị tại cơ sở y tế theo quy định. Rà soát ngay để phát hiện toàn bộ học sinh, giáo viên, người lao động đang có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh trong trường học và đang ở trong cộng đồng. Tổ chức ngay việc cách ly tạm thời tại trường học ca bệnh nghi ngờ và tổ chức lấy mẫu đơn tại một khu vực riêng. Truy vết F0 triệt để tại trường học cũng như trong cộng đồng. Tại trường học, tách ngay F1 ra một khu vực riêng để tổ chức cách ly theo quy định. Tất cả học sinh, giáo viên trong cùng một lớp học có F0 được coi là F1. Lấy mẫu bệnh phẩm F1 lần đầu theo mẫu đơn. Đối với cán bộ, giáo viên, học sinh là F1 đang ở cộng đồng, yêu cầu ở yên tại nơi lưu trú và thông báo ngay cho cơ sở y tế để xử lý. Tổ chức ngay lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho tất cả học sinh, giáo viên, người lao động của trường.